tải ngay FPT Play, xem trọn vẹn SEA Games 31. Xin được gửi lời chào đến các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những diễn biến ở tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, nơi sẽ diễn ra những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Futsal Nam Việt Nam ở tại kỳ SEA Games 31 lần này. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Futsal Nam Việt Nam trong ngày hôm nay. Tổ chính sẽ bao gồm những cái tên quen thuộc. Còn đây sẽ là đội hình xuất phát của đội tuyển Futsal Nam Malaysia. Họ ra sân gồm những cầu thủ là thủ thành Bin Sabaruddin, Ala là Bin Hassan. Như vậy là trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Malaysia đã chính thức được bắt đầu. Đội Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị với bộ trang phục màu đỏ. Lợi thế của chúng ta vẫn sẽ là những sự cổ vũ đến từ các khán giả nhà, những người có mặt ở tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sau trận đấu với Indonesia thì chia sẻ rằng ông cảm thấy tiếc nuối khi đội bóng không thể giành được trọn vẹn điểm số. Cú đá của Minh Chí, đó là những pha dứt điểm đầu tiên. Nguyễn Minh Chí cũng chính là cầu thủ đã ghi bàn duy nhất dành cho đội tuyển Futsal Nam. Áp sát tốt, Châu Đoàn Phát, bóng trở lại với Futsal Việt Nam. Văn Vũ, sự ghép đã bắt đầu được tạo ra đến từ phía cao thủ của chúng ta. Cú đá từ khoảng cách khá xa của Văn Vũ. Rất nguy hiểm. Và trong một tình huống bất ngờ thì đội tuyển Futsal Malaysia đã có được bàn thắng. Một tình huống về gầm và sút chéo góc cực kỳ uy lực đến từ phía Malaysia. Và giờ thì đội Futsal Việt Nam đang gặp bất lợi. Minh Chí, Minh Chí! Ngay lập tức là bàn thắng thơ hòa dành cho Futsal Việt Nam. Vẫn là cái chân trái cực kỳ điêu luyện của Minh Chí. Goal for Việt Nam by player number 8, Nguyễn Minh Chí. Một gương mặt quen thuộc, một cái chân trái quen thuộc, Nguyễn Minh Chí. Và một cú đá làm nức lòng người hâm mộ. Cực kỳ quyết đoán. Bàn thắng vào lưới Indonesia, Minh Chí dứt điểm vào góc trên. Và giờ là cú đá vào góc gần. Đây là tổ 2 của Việt Nam. Đức Hòa, Đức Hòa không có cú đá bởi ở rất gần quả bóng nhưng Thịnh Phát lại không thể dứt điểm. Đức Hòa, Thịnh Phát, chân trái, 2-1 dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Những pivot của chúng ta đã lên tiếng rất đúng lúc. Cuộc lội ngược dòng tuyệt vời về mặt cảm xúc dành cho các khán giả có mặt ở tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Nguyễn Thịnh Phát ghi bàn cho đội Việt Nam. Thịnh Phát thực hiện những tình huống tì tựa, sau đó đẩy quả bóng và loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Malaysia trước khi dứt điểm rất căng bằng chân trái. Bóng trả ra tuyến này. Lần này người dứt điểm là Gia Hưng. Về phía khung thành của Malaysia. Tuyệt vời! Đó là pha ra chân của Thái Huy. Và trả ngược tương đối cơ bản. Cú đá của Thái Huy là rất ấn tượng từ Minh Quang. Bóng hướng lên phía trên. Cú đánh đầu ngược của Minh Chí. Chúng ta vừa xem lại cú đánh đầu của Minh Chí ở một góc quay khác. Từ Minh Quang. Minh Chí giật gót rất hay. Và trả ngược. Dứt điểm, không vào. Cú đá là của đội trưởng Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ rất bình tĩnh để xử lý một động tác kỹ thuật, một động tác về gầm trước. Cú đá thẳng của Thịnh Phát rất uy lực. Cái chân trái của pivot Thịnh Phát cũng đã phát huy được những hiệu quả. Anh cũng đã ghi bàn trong những phút đã qua. Rất hay, qua người thành công Đức Hòa. Thịnh Phát, 3-1 dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Khi chúng ta nhìn thấy một góc đá quá rộng đang chờ đợi Thịnh Phát dứt điểm thì rõ ràng là lành ít dữ nhiều dành cho Malaysia rồi. Đức Hòa đã có một tình huống cướp bóng rất tốt. Và khi mà phòng ngự của Malaysia vẫn chưa thể tổ chức trở lại thì Thịnh Phát đã khiến cho thủ môn đối phương phải vào lưới đặt bóng. Cú đá rất bình tĩnh của Thịnh Phát. Và tổ 2. Đây là một cơ hội nữa. Không vào. Cột dọc khung thành vừa từ chối bàn thắng của đội Việt Nam.
cú đá của Văn Hiếu. Văn Hiếu xuất hiện ở vị trí của một pivot và tung ra cú đá quyết đoán, khá nguy hiểm. Cú đá thẳng, tiếp tục là pha dứt điểm. Xong. Chỗ đột phát về gầm và thực hiện pha dứt điểm rất nhanh. Những cái chân trái cực kỳ hiệu quả đến từ phía đội Việt Nam. Rất nhanh. Cơ hội đây rồi. Cú đá lần này của Minh Quang đi không trúng khung thành. Cứ bóng thành công. Bàn thắng được ghi bởi Lê Quốc Nam. Quốc Nam tự làm tự ăn. Anh đoạt bóng trong chân đối phương và thực hiện pha dứt điểm cực kỳ điều nghệ. Cú lốc bóng khiến cho thủ môn của Malaysia phải ngỡ ngàng. Hãy cùng xem lại tình huống này. Quốc Nam cướp bóng từ số 7, Mot Bakrin, đội trưởng của Malaysia. Và sau đó dứt điểm cực kỳ tinh tế. Nhưng đây sẽ là một cơ hội dành cho Việt Nam. Thịnh Phát, đá không vào. Cơ hội rất tốt để Thịnh Phát có bàn thắng thứ 3. Cơ hội bàn thắng thứ 5 dành cho Việt Nam. Đó là tình huống xuất hiện và dứt điểm của Mạnh Dũng. Mạnh Dũng lựa chọn một vị trí rất tốt và thực hiện cú đá nối cũng rất gọn gàng. Việt Nam chính thức vươn lên dẫn trước Malaysia 5-1. Tiếp tục là một cơ hội dành cho Việt Nam. Không vào. Rất hay. Không vào. Anh Duy vừa thực hiện pha trích mũi giày, nhưng quả bóng lại trôi ra ngoài. Thôi. Không vào. Cú đá là của Quốc Nam. Đức Hòa. Thịnh Phát. Đức Hòa. Dứt điểm kỹ thuật không thành công. Cho lúc này chúng ta đã phần nào đó cảm nhận được thắng sẽ rất khó để tuột khỏi tay đội Việt Nam. Khá nguy hiểm. Đá là của Tùng Minh Quang. Khá hợp lý. Tùng Minh Quang. Chỗ đoạn phát. Vào và dứt điểm tới số 4. Chúng ta một lần nữa được xem lại pha xử lý cá nhân của Châu Đoàn Phát. Cũng đang trên con đường tìm kiếm bàn thắng thứ 3 của mình ở trận đấu ngày hôm nay. Đức Hòa vừa liếm cột dọc khung thành. Trả lại cú đá của Đức Hòa. Công dành cho phút xa Việt Nam. Bóng rất tốc độ. Dứt điểm không vào. Đá là của Thái Huy và đi bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải của số 9. Châu Đoàn Phát khoảng trống. Liên tục là những nỗ lực cá nhân của Châu Đoàn Phát. Về 3 điểm có điểm chúng ta sẽ chính thức xa lấp khoảng cách với Indonesia. Có lỗi của thủ môn bên phía đội tuyển Malaysia và đó là tấm thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho thủ thành Bin Samaruddin. Cùng xem lại tình huống này. Samaruddin đã đập bóng ở ngoài khu vực cho phép. Malaysia chỉ còn 4 người trên sân. Cảnh đá liên tiếp của cầu thủ Malaysia. Đức Hòa. Quá dễ dàng, tỷ số là 6-1 và một cú hat-trick dành cho số 10 Thịnh Phát. Cú dứt điểm cận khung thành cực kỳ dễ dàng của số 10. Chiến thắng tuyệt vời của cầu thủ Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Thịnh Phát. Quá đơn giản. Và đó là cơ hội nữa. Minh Trí. Power play còn chưa phát huy được hiệu quả.
thì Minh Trí đã ghi bàn. Chiến thắng quá xứng đáng dành cho đội tuyển Việt Nam, cực kỳ tưng bừng. Vài giây nữa thôi, các cổ động viên có mặt ở tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam vẫn đang đếm ngược. Và như vậy là Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc là 7-1. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển Futsal Nam Việt Nam. Trận đấu thứ hai và chúng ta đã thu về 3 điểm để có được cho lúc này là 4 điểm. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi cho trận đấu giữa đội tuyển Futsal Nam Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Cùng cổ vũ SEA Games 31 trên sóng của FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.